Bác nhá, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em có một con biến áp tương ngẫu nhá, 15 kVA. Đấy. Nếu bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em. Con này thì là nó có một dòng điện nó hơi ngược một chút, thế là nên là thì đánh lý giá rẻ cho các bác. Còn nếu mà nó ngon lành cành đào thì nó không có giá này các bác nhá. Nói thẳng một điều nó là như thế cho nó dễ. Đấy, con này công suất của nó là 15 kVA. Đấy, 15 kVA các bác nhé, các bác lưu ý cho em, 15k. Trọng lượng của nó 58 kg, tháo trong tủ điện ra. Đấy, dây đồng 100% nhá, chứ không có phải là dây nhôm gì nhỉ các bác nhá. Đấy, hai cục. Đấy, trọng lượng này cứ cho là 60 kg đây. Đấy. Các nào mua thì alo cho em. Thì con này thì mình có thể ứng dụng vào một số công việc như sau thì em chia sẻ các bác. Thế hợp lý thì mình mua. Đấy. Thứ nhất là vào điện 220V đấy thì là nó sẽ ra điện đến ngày đồng nghĩa nó sẽ ra là 230V đấy, và cổng này nó sẽ là 114-115V đấy, cổng này nếu mà 230, còn nếu mà vào 220 đấy thì bên này nó sẽ ra 220 và cọc này nó sẽ ra 110 đấy, 0-110 này. Đây, đây là cọc trung tính nhá, 0-110, còn hai cọc này nó sẽ là điện là 220V nữa, hai cọc hai bên này này. Đấy, đây là nối tiếp đấy. Đấy. Thì con này thì nếu mà các bác nào đang có xài một con xài con gì đó, nếu mà các bác đang xài một con máy phát điện của Nhật công suất 5 7 kVA mà nó đang chạy điện nguyên bản 100V, ví dụ như thế, hoặc là 3 4K gì đó mà các bác không muốn thay đổi cái thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Đấy. Tại vì là có những cái thì phải tháo ra để quấn lại lên đồ cho nó, coi như là phải, nói chung là phải can thiệp để nó ra điện 220V các bác nhá. Tại vì bên Nhật các bác biết rằng người ta chỉ có điện 200V và điện 100V các bác nhá. Đấy, về đây muốn xài được 220 thì là chỉ có tháo cái cục củ phát nó ra để mình làm lại mấy con dây thôi. Đấy, sơ sơ lại quấn lại thêm dây gì gì đó thì nói chung là em không biết, nhưng mà phải can thiệp với nó. Chứ còn để di nguyên bản thì nó sẽ không có điện 220 các bác nhá. Còn về đây bây giờ cái cục này thì mình có thể giải quyết cái bài toán đó. Đấy. Giữa tháo cái cục kia và lên dây thì em nghĩ là chi phí nó cũng khá khá đấy các bác nhá. Đấy, nếu mà cái con này nó điện nguyên bản như thế rồi, các bác nó ra điện 100V đúng không? Bác đưa vào dòng điện 100V thì nó sẽ ra lại 200V hoặc 210V cho các bác xài thoải mái. Đấy, và zin của nó, nghĩa là máy zin đấy và cục biến thế này nữa. Mình xài như vậy nó sẽ ổn định hơn. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em, thấy hợp lý thì mình alo các bác nhá. Thì cái con này nó 15 kVA với dòng điện như thế. Đấy. Thì cái giá của nó thì mong muốn của em là cũng rất hợp lý. Các bác cảm thấy được thì múc, mà không được thì thôi các bác nhá. Giá của nó là 5 triệu. Chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Thank you các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Thì bác về cứ tham khảo đi, ứng dụng vào được cái công việc gì thấy hợp lý thì mình mua nhá. Nhiều khi em nói không hết được cái công thức hoặc là cái công dụng của nó thì các bác có thể bổ sung thêm. Thank you các bác nhé.